Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên Tâm sự Thám Kín, được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Và đến với câu chuyện của ngày hôm nay thì sẽ có tựa đề là Con dâu tát mẹ chồng. Và để lắng nghe câu chuyện cô con dâu này, cô ấy hắc dịch đến đâu, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi với Hồng Nhung nhé. Nếu người ngoài nhìn vào thì có lẽ gia đình tôi may mắn lắm khi có được cô con dâu xinh đẹp, lại còn có công việc ổn định. Con bé luôn cười nói vui vẻ, cũng thường xuyên tạo ra tiếng cười cho mọi người. Nhưng mà ở trong chan thì mới biết chan có giận. Để mà thấm cái câu đừng nhìn mặt và bắt hình dong ấy. Những ngày đầu tiên về nhà, con bé là người vui vẻ hòa đồng, đôi khi có chút thẳng tính. Tôi cảm thấy gia đình mình may mắn hơn gia đình khác ở chỗ đó là không phải ai dè tiếng mẹ chồng lời con dâu. Tôi thương và quý con bé. Tôi cũng xem con dâu như là con cháu ở trong nhà, nên tình cảm của hai mẹ con rất tốt. Vợ chồng chúng nó cũng hòa thuận và quấn quýt bên nhau, thế mà mừng lắm. Rồi một thời gian sau đó, khi tôi có đứa cháu nội đầu tiên trong đời, gia đình tôi trở nên sum vầy hơn. Nhưng cũng là thời gian bắt đầu của nhiều chuyện không hay sau đó. Tôi không biết là con dâu tôi suốt ngày thời gian qua nó che giấu tật xấu của nó, hay là sau khi sinh con thì nó mới thay đổi như vậy. Tính cách của nó trở nên nóng nảy hơn, và những cơn giận của nó trở nên đáng sợ. Thằng cháu bắt đầu lên 4 tuổi, tính hiếu động khiến cháu tôi không thể ở yên một chỗ được. Nó rất thích khám phá mọi thứ xung quanh, nên tất cả những đồ chơi mà gia đình mua cho nó đem tháo gỡ ra hết. Mỗi lần như thế, con dâu tôi yêu cầu thằng bé dọn dẹp lại cái chỗ bừa bộn đó. Nếu thằng nhóc không nghe thì những trận đòn xảy ra với nó là điều thường thấy. Ban đầu là 2 cái tát vào mông, dần dần là 5 cái, 10 cái, rồi những lần sau nữa là roi tre cứ quất liên tục vào lưng, rồi tay đến chân. Tôi có can cũng khó. Có lần thấy thương cháu quá, tôi cản con dâu thì bị nó xô ra rồi bảo: "Mẹ để yên cho con dạy cháu." Một lần, 2 lần, rồi đến lần thứ 3, tôi lao vào ôm thằng bé thì bị dính 2 phát roi của con dâu. Sau con dâu tôi vứt cây roi rồi bỏ vào trong phòng đóng cửa. Còn tôi ở phòng ngoài dỗ thằng cháu khóc, nhìn mấy cái vết lằn mà xót xa, rồi cũng chẳng để ý đến 2 vết lằn trên bắp tay khi can trận đòn roi của con dâu đánh cháu mình. Chờ con trai tôi về, tôi nói nhỏ nhẹ lại với nó. Tôi bảo nó nói chuyện với vợ xem sao, chứ nóng tính quá đánh con nhỏ như vậy là rất tội. Không hiểu con trai tôi nói gì, nhưng sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, thì thấy con dâu dậy từ rất sớm để phụ tôi làm điểm tâm. Con dâu có xin lỗi tôi vì trận đòn nóng này ngày hôm qua. Nó cũng nói là sẽ cố gắng kiềm chế, nhưng mà hết lần này cho đến lần khác, nó cứ nóng nảy như vậy. Tôi đành phải nói chuyện với nó về vấn đề này. Khi tôi hỏi chuyện thì con bé trả lời rất nhiệt tình. Những lúc nó bình thường, trông nó rất hiền và biết điều. Thế nhưng không biết sao mỗi lần nó tức giận lại đáng sợ như thế. Nói chuyện một hồi, con bé cũng kể rằng ngày bé nó rất ngông vì chẳng ai dạy về phép tắc cả. Chỉ toàn người ta chiều nó, nên bản tính của nó là muốn được phục tùng. Thời đi học cấp 1 mang tiếng đánh bạn, cấp 2 khét tiếng ăn hiếp người. Thậm chí có lần đánh bạn ngồi cạnh chảy máu. Lên cấp 3 thì chẳng ai dám chơi với con dâu của tôi. Dần dần khi lớn lên và đi học xa nhà, con bé chuyển chỗ ở tới nhà bác của nó. Mà vì nó nể bác lại được lo lắng cho đầy đủ, nên con bé luôn kiềm chế mình, rồi tưởng chừng như đã bỏ đi được cái tính nóng này đó. Nhưng thời gian gần đây, vừa thăm chồng con, vừa áp lực công việc, nên không hiểu sao cơn nóng này tìm đến thường xuyên hơn. Nghe con dâu nhiệt tình kể chuyện, tôi cũng khuyên nó là nên tìm cái cách suy nghĩ lạc quan để kìm hãm lại cái cơn nóng này này. Mấy tháng sau đó thì gia đình con trai tôi lục đục. Nói ra thì thật xấu hổ, con trai tôi lại ngoại tình công sở với một người cùng cơ quan. Con dâu tôi biết được, nó vừa đau vừa giận lên. Đúng lúc thằng cháu tôi lỡ tay làm bể bình của ba mẹ nó để trên bàn, thế là nó đánh con một trận lằn hết bắp chân, mặc cho tôi can như thế nào. Khi con trai tôi vừa về, tôi nghe vợ chồng nó cãi nhau lớn tiếng lắm.
Rồi con trai tôi mở cửa phòng và đi ra ngoài. Con dâu tôi chạy từ phía sau, dùng tay đánh túi bụi vào người chồng, vừa buông miệng chửi đồ phản bội. Tôi với ông nhà chạy lại để ôm con dâu lại và yêu cầu nó bình tĩnh, nhưng dường như bất lực. Khi nóng giận, con bé trở nên khỏe chưa từng thấy. Nó hất cả tôi và ông nhà té ngã. Được một lúc, con trai tôi dùng sức ôm vợ thật chặt, rồi đưa con bé nhốt trong phòng, mặc cho nó gào thét, hò hét và khóc lóc phía trong. Con trai tôi mệt mỏi, ôm đầu rồi thở dài. Tôi biết nó sai khi đã lừa dối vợ, nhưng cũng chỉ vui qua đường chứ không có ý gì khác. Tôi yêu cầu nó không nên có ý định ngoài tình, vì khi người phụ nữ theo chồng, họ phải hy sinh và lo lắng rất nhiều. Phản bội người phụ nữ của mình là điều trái đạo đức. Con trai tôi đã tỏ ra ân hận và biết lỗi, nhưng dường như con dâu còn rất nóng, nên tạm thời để nó nguôi giận thì mới nói chuyện được. Khoảng khuya hôm đó, khi nghe phía trong phòng con dâu im lặng, tôi quyết định vào để nói chuyện với nó. Thấy tôi vào, con bé nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa nhưng vẫn im lặng. Khi tôi vừa cất lời nói khéo cho con trai, nó tát tôi một cái bốp, rồi nói gia đình tôi bao che cho con trai làm cái điều trái đạo đức, che giấu chuyện con trai ngoại tình, rồi nhốt con dâu vào trong phòng. Tôi tức tối cũng tát lại con bé một cái, chỉ mong cho nó tỉnh cơn nóng giận, chứ cơn như thế này không thể nào an tâm mà ở với nó được. Tôi quay lưng trở ra ngoài và nói thẳng với tất cả thành viên trong gia đình: nếu mà đến sáng mai con dâu không biết xin lỗi hay tự sửa chữa cái tính nết này, thì yêu cầu con bước ra khỏi nhà này và không còn là dâu con gì nữa. Việc đánh chồng trước mặt ba mẹ là không thể chấp nhận. Việc mẹ nhận đòn thay cho cháu nội hết lần này đến lần khác cũng phải chấm dứt. Loại đàn bà thích bạo lực không thể nuôi dạy chồng con hay bất cứ ai an toàn. Chồng tôi và con trai đứng im lặng, còn con dâu tôi thì bật khóc. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy trên bàn ăn có một lá thư con dâu để lại. Trong thư, con dâu xin lỗi tôi và tất cả thành viên trong gia đình. Con bé nhờ tôi chăm sóc giùm chồng con một thời gian, dặn tôi và ông nhà phải giữ gìn sức khỏe. Nó còn xin được lên chùa học đạo và thiền tịnh thiện tâm. Nó hứa sẽ cố gắng sửa sai để xứng đáng với cái gia đình này. Nó cũng không quên cảm ơn tôi vì những điều học được từ tôi. Đọc thư con bé mà nước mắt tôi ngắn dài. Đúng là không ai hoàn mỹ. Cầu mong con bé trở về với gia đình tôi được bình an. Quý vị thân mến, có lẽ là câu chuyện ngày hôm nay, cô trong câu chuyện cô không cần chúng ta phải khuyên nhủ điều gì cả, chỉ là những tâm sự để trải lòng thôi. Và ít nhiều thì trong gia đình họ cũng đã có được một cái lời giải đáp, một cái lối thoát cho những cái mối quan hệ thân mật, thân thiết nhưng mà nó đang ở trên cái đà xích mích và rạn nứt như thế này. Và con dâu mà đánh mẹ chồng là một cái điều hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Chúng ta ai rồi cũng phải lấy chồng, ai cũng có những cái cuộc sống chung với gia đình. Và mẹ chồng nàng dâu thì rất là hiếm những cái người mà có thể hòa hợp với nhau được. Mà đa số đó thì nó đều là ở cái định kiến mẹ chồng nàng dâu mà sẽ rất là khó để chúng ta có được cái tiếng nói chung trong gia đình với hai thế hệ, một già một trẻ như vậy. Và trong câu chuyện này cũng không ngoại lệ, khi mà cô con dâu cô ấy cái tính cách quá nóng này và không kiềm chế được mình đã đánh con này, đánh chồng và đánh cả mẹ chồng. Hồng Nhung đúng là bó tay với những cái trường hợp như thế này. Nhưng mà bây giờ thì cô cũng có vẻ là đã có cái sự hối hận rồi và đã lên chùa và xin mẹ là chăm sóc chồng con một thời gian để cô lên chùa cô sẽ tĩnh tâm lại những cái hành động vừa qua mà cô đã mang đến cho cái gia đình nhà chồng của mình. Chúng ta hãy cùng chúc cho gia đình sẽ sớm đoàn tụ với nhau và con dâu sẽ thay đổi được tính nết nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ đến với câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, có tựa đề là Bị chồng đánh ngay đêm tân hôn. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Bây giờ tôi đang rất suy sụp. Ngay từ đêm tân hôn vợ chồng tôi đã trục trặc. Mà đâu chỉ có trục trặc đâu, anh ấy còn đánh tôi. Tôi bắt đầu thấy niềm tin vào hôn nhân đang dần mất đi. Có thật tình yêu của chúng tôi đã bị chôn vùi ngay từ sau phút giây chính thức thành vợ chồng. Chồng tôi đã từng là một người đàn ông rất tuyệt vời. Anh hơn tôi 6 tuổi, là thạc sĩ kinh tế, nhưng bây giờ đã có thêm bằng cử nhân luật. Yêu nhau được 2 năm,
Hầu như anh ấy chưa làm tổn thương tôi lần nào. Chỉ có tôi là hay dỗi, tức lên là còn cào cấu anh ấy. Tôi nhớ có lần anh hẹn xong rồi quên bẵng đi. Quá giờ hẹn một tiếng đồng hồ, tôi ngồi khóc trôi cả son phấn, anh mới quáng quàng chạy đến. Nhưng tôi không cho vào nhà. Sau đó anh ấy tìm mọi cách để chuộc lỗi. Anh cầm 100 bông hoa hồng đứng trước nhà, lúc trời đang mưa tầm tã. Nhưng tôi vẫn không nguôi giận. Anh phải xin phép, book một chuyến đã đi Đà Lạt tôi mới chịu làm hòa. Anh đi công tác xa nhà, 300 cây số. Nghe tin tôi bị cảm là anh lập tức chạy về. Anh cũng hay ghen nhưng mà vô cùng đáng yêu. Anh trân trọng tôi còn hơn cả bản thân mình. Thậm chí tôi nghĩ tôi còn hơn cả bố mẹ của anh ấy. Tính tôi thì khá nóng nảy, dễ mất tự chủ, nhưng bù lại thì rất trung thủy. Với cả tôi nghĩ tôi hơn các cô gái khác nhiều mặt, nên anh mới yêu tôi nhiều đến như vậy. Kỷ niệm đẹp của chúng tôi trước khi cưới còn rất nhiều. Kể ra chỉ thêm đau lòng thôi. Đêm tân hôn anh đã đánh tôi. Đó là vết thương sẽ hằn trong tim tôi mãi mãi. Vết thương sẽ liền thành sẹo, nhưng vết sẹo cứ lớn lên mãi. Đó là tâm trạng của tôi lúc này. Giờ đã 2 ngày trôi đi thì tôi vẫn không quên được cái cơn ác mộng này. Đám cưới xong, hai vợ chồng tôi về nhà riêng để chuẩn bị cho sáng hôm sau đi tuần trăng mật. Thật sự cả ngày làm cô dâu tôi rất mệt, không nhức nổi tay chân để dọn dẹp nhà cửa. Hành lý cho ngày mai tôi cũng chưa chuẩn bị. Chồng tôi lúc đấy đã giã rượu nhưng vẫn có vẻ mê miệt, liên tục giục tôi đi mua gì đấy về ăn. Lúc đó đã hơn 9 giờ tối. Trước đây anh chưa bao giờ để tôi ra ngoài một mình về sau 8 giờ. Tôi cáu bảo tôi cũng đói và bảo anh đi đi. Cuối cùng anh đi, nhưng mà tôi sửa soạn quần áo bỏ vào vali để mai đi sớm. Tôi đã định thế. Lúc anh vừa đi thì bạn tôi gọi điện. Tôi ngồi nói chuyện với bạn một lúc thì anh về. Thấy tôi vẫn nằm trên giường, anh lầu bầu quăng đồ ăn trên bàn rồi mở tủ quần áo vào vali. Anh vứt chứ không phải là xếp. Tôi thấy thế thì mới nói: ai làm gì mà anh hằn học. Lúc trước chạy xe máy 300 cây để về gặp em còn được, mà bây giờ không đi mua đồ ăn được cho em hay sao? Anh biết sai nên chỉ im lặng thôi. Tôi ngồi xếp quần áo thì thấy anh lấy nhầm một cái quần đùi đã xuất chỉ của anh. Vì thế tôi bảo anh đừng mang đi nữa, trên đường đi mua là xong. Anh nói tôi khâu đi. Bình thường thì tôi đâu có đề hà gì việc đó đâu. Nhưng thật tình cả ngày cầm hết, cầm cốc rồi cầm bó hoa cưới, tay tôi cứ run lẩy bẩy. Đã thế đang đói nên có dấu hiệu hạ đường huyết, tụt canxi rất mệt. Lúc đó cầm búa còn dễ, chứ cầm chỉ sâu kim là bó chiếu. Lúc đó tôi đã nói là tôi mệt, mà anh lại tiếp tục cằn nhằn tôi đỏng đảnh. Con nhà lính, tính nhà quan. Ngày xưa chính vì cái tính dịu dàng đó cho nên anh mới yêu tôi. Bây giờ anh lại lên án là đỏng đảnh khó hiểu. Dừng nói nhiều, anh có vẻ là có ý chê gia đình tôi thấp kém hơn gia đình nhà anh. Đúng là mới kết hôn đã bắt đầu hóa yêu thành ghét. Tính tôi nóng là đang mê mệt thẳng thắn, nên thẳng chân đá luôn cái vali văng xuống giường. Đồ đạc tung ra khắp phòng. Anh cũng không vừa, trợn mắt lên như sắp ăn tươi nuốt sống. Tôi cũng trừng mắt lại. Anh đầu hàng trước, bỏ đồ đấy, bày cháo ra 2 tô và ngồi xuống ăn. Tôi cũng đi đến ăn. Thấy trong tô cháo có hành tây. Cơn giận thứ hai lại bốc lên. Chồng biết tôi không thể ăn hành tây từ lúc mới quen. Vậy mà tối nay khi vợ chồng đang lục đục, Thanh lại để người bán cho vào. Tôi thấy như là anh ấy đang cố ý vậy. Tôi lấy thìa gạt hành đi, nhưng hơi mảnh tay nên bắn vào mắt anh. Chỉ là một cái sự cố ngoài ý muốn. Vậy mà anh bỗng lồng lên, túm lấy cổ vợ mà tát 2 cái liền. Anh còn nói là tôi được đàn chân lân lên đằng đầu. Trên cả hoảng sợ và hưng sừng sốt, tôi bất ngờ vì bị đánh và không ngờ chồng mình lại thú tính đến như vậy. Tôi hét lên và chạy lên giường trùm chăn khóc. Tôi cũng tháo cả nhẫn cưới để ngay ở trên bàn cho nhìn thấy. Tim tôi tan nát. Từ một người yêu hoàn hảo, chỉ vừa đám cưới, anh đã biến thành kẻ vũ phu. Tôi đau và thấy mất liêm sỉ vì anh. Cái tát đó có sức nặng quá lớn, nó hủy hoại tình yêu và niềm tin của tôi. Sau đấy anh rất biết lỗi, nhưng tôi không cho anh nằm cùng.
Kết quả là anh quỳ cả đêm ở đầu giường để xin tôi tha lỗi. Anh cứ hứa và xin được làm bất cứ điều gì để tôi tha lỗi. Nhưng tôi thấy điều đó lúc này mới giả dối làm sao. Anh đã thay đổi, thực sự thay đổi. Tôi cũng không đi tuần trăng mật vì chưa hết sốc và thất vọng. Tôi vẫn yêu anh, tôi thấy xót xa cho mình quá. Chỉ mới là đêm đầu tiên vợ chồng đường hoàng ở bên nhau mà anh đã đánh vợ. Sau này chung sống lâu dài còn nhiều mâu thuẫn, dễ gì anh không hành hạ tôi hơn thế. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên, tôi có nên tha thứ cho người chồng mới cưới của mình hay không? Hay ly hôn luôn vì cuộc sống gia đình mới chỉ bắt đầu? Tôi đau đớn và suy sụp quá. Hôn nhân một ngày, chua chát, mỉa mai làm sao? Quý vị thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện đó là bị chồng đánh ngay đêm tân hôn. Và quý vị nghĩ sao về cái trường hợp này? Và quả thật là đây cũng là một cái trường hợp đầu tiên mà Hồng Nhung đọc được trong ngày hôm nay. Có lẽ là cả hai bên đều là những người đều rất là nóng tính và không kiềm chế được cái tôi của chính mình. Nhưng mà Hồng Nhung nghĩ là đã qua trải qua vài năm yêu đương thì hai anh chị phải biết rõ về cái tính cách của nhau nhiều hơn chứ. Chứ tại sao lại có thể chấp nhau những cái vụn vặt như vậy? Và nó mới chỉ là một ngày thôi, chúng ta chưa thể nói mạnh được điều gì. Có thể anh này anh là một cái người yêu vợ và có cái ham muốn độc chiếm cái tình yêu này. Cho nên là anh có một chút gì đó cũng rất là ghen. Và chính vì vậy anh ấy mới có cái hành động là đánh vợ. Tính cách này thì Hồng Nhung nghĩ là nên rèn giũa theo thời gian để sửa lại. Chứ chỉ có mới một ngày thôi thì chúng ta cũng chưa thể nào đánh giá được hết cái con người của họ. Nhưng mà đánh vợ ngay trong cái đêm cưới, đêm tân hôn thì hoàn toàn là cái điều không nên. Và cái tính nóng này thì anh nên sửa đi. Nó sẽ tốt hơn cho công việc cũng như là trong cuộc sống hôn nhân của anh lâu dài về sau này. Mỗi người nhịn nhau đi một tí thì mới sống được với nhau và tôn trọng nhau nữa. Đó là cái lời khuyên của Hồng Nhung. Còn quý vị nghĩ sao về câu chuyện này? Quý vị hãy cho cô ấy một lời bình luận xuống bên dưới nhé. Và có lẽ là Hồng Nhung sẽ dừng video clip tại đây ngày hôm nay. Sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những câu chuyện tâm sự sẽ có trong số phát sóng tiếp theo vào ngày mai trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.